Rồi anh Duy tới phần thi của anh Duy nha. Phần thi của anh Duy. Có điểm không? Sếp Duy Kiều. Sếp Duy Kiều. Nói ngoài, quên ngoài. 45 nghe cả nhà. Sếp Duy Kiều ná cao su, sếp Duy Kiều nghe cả nhà. Có kênh YouTube nghe cả nhà. Rồi quá đẹp luôn Duy ơi. Cùng coi kết quả có điểm nha. Ờ như điểm đúng không anh em quay nha. Chưa để vô bạn cái dễ dò. Vô trung tâm luôn. Có viên nào ra ngoài không? Tao thấy có 4 viên vậy anh. 4 viên này chắc ngon rồi. Viên này. Ủa chưa thiếu viên rồi đó. Hay là mới bắn 4 nè. Mới bắn 4 rồi đó. Bắn 4 à, nó cho nó 4 viên à. 4 hay là 5? 4 viên nè, cho lên bắn thêm viên nữa. Cũng 4 viên à. 1, 2, 3, 4 à. 9 điểm nè, này 10 điểm là 19 nè. 19 với 8 27 27 đủ rồi, khỏi bắn nữa. Khỏi bắn luôn đi. Đủ rồi, khỏi bắn. Bắn nữa quắc á. Quắc. Rồi anh Duy được 27 điểm nha mọi người ơi. Vô 4 người rồi. Ok, xin chào anh em. Anh em mới vừa là xem xong cái video đó là cái phần thi của cá nhân Duy Kiều trong cái buổi họp của anh em ở Hậu Giang. Thì Duy Kiều đăng trước lên vậy cho anh em xem cho vui. Còn các phần thi khác thì Duy Kiều sẽ tổng hợp lại. Mới vừa anh em mới vừa đi bắn về nè, mới vừa tắm xong. Thì cũng cả năm rồi. Cả năm rồi anh em Hậu Giang mới mở được giải để anh em giao lưu. Có những bạn ở rất là xa như bạn Hoàng ở Đức Hòa Long An nè, bạn An ở Cờ Đỏ Cần Thơ, đường xá rất là xa, xuống chung vui cùng anh em thì cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Nói chung là buổi giải cũng thành công tốt đẹp, gần Tết rồi cho nên là rất là bận, nói chung là số lượng anh em đi cũng không đầy đủ nhưng mà cũng rất là vui và thành công tốt đẹp. Thì những phần thi của các anh em khác, các thí sinh khác, Duy Kiều sẽ tổng hợp lại và sẽ làm một cái video khác để cho các anh em có mặt trong buổi họp xem và các bạn xem giao lưu, anh em giao lưu. Nói chung là cái ná này thì mình chơi đam mê vui là chính thôi. Mình có thể mở giải tổ chức anh em giao lưu với nhau vui chơi lành mạnh. Không nhất thiết phải là mua ná về là bắn chim. Có rất là nhiều anh em mua ná nhưng chưa từng bắn một con chim nào. Tại vì cái này là đam mê mà. Ok, cuối năm rồi thì chuẩn bị bước qua năm mới. Chị Kiều chúc anh em nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc, gia đình thì vui vẻ, hạnh phúc. Biết nói gì hơn, chúc anh em rất là nhiều sức khỏe nha. Ok, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nha. Bye bye.